Dạ vâng, mình chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn Thế Giới Âm Thanh. Thì video trước bên Phương Nam Sài Gòn vừa giới thiệu cũng như là review đến anh chị và các bạn về dòng loa H270S nha mọi người. Với dòng loa này thì có phân khúc giá là 7,8 triệu nha mọi người. Thì bên Phương Nam Sài Gòn vừa ra video thì được rất nhiều anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã yêu mến cũng như là đặt hàng cho bên Phương Nam Sài Gòn rất là nhiều. Vâng, và bên Phương Nam Sài Gòn cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã gửi niềm tin đến với Phương Nam Sài Gòn, và bên Phương Nam Sài Gòn sẽ đáp lại niềm tin của anh chị đã gửi đến cho bên Phương Nam Sài Gòn. Thì bên Phương Nam Sài Gòn sẽ cố gắng làm sao lắp ráp cho anh chị một chiếc loa phù hợp với túi tiền của anh chị bỏ ra cũng như là chất lượng của chiếc loa đáp lại cho anh chị nha mọi người. Dạ vâng, và bên Phương Nam Sài Gòn là xưởng đồ ráp loa cho nên là giá thành không qua một khâu trung gian nào hết, cho nên anh chị tìm đến với Phương Nam Sài Gòn thì giá thành sẽ hợp lý và sẽ tiết kiệm cho anh chị một phần tài chính nào đó, vì anh chị đã tìm đến với bên Phương Nam Sài Gòn, tức là anh chị tìm tận gốc để anh chị đặt mua một chiếc loa tại gốc chứ không qua một khâu trung gian nào hết nha mọi người. Và anh chị nào cần quan tâm về mẫu loa này mà chưa xem video review cũng như là giới thiệu video trước thì anh chị có thể là quay lại và xem video trước nha mọi người. Hoặc là lát nữa em sẽ để một phần test nhạc và test karaoke cũng như là video hướng dẫn sử dụng phía sau để anh chị tham khảo cho dễ nha mọi người. Còn anh chị cần quan tâm chi tiết hơn về mẫu loa này thì anh chị vui lòng xem lại video trước, hoặc là anh chị đọc lại phần mô tả phía dưới bên Phương Nam Sài Gòn có để thông số loa ở phía dưới phần mô tả nha mọi người. Rồi và bây giờ mời anh chị và các bạn cùng đồng hành cùng Phương Nam Sài Gòn nha mọi người. Video này thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị khi mà anh chị mua loa của bên Phương Nam Sài Gòn và sử dụng như thế nào nha mọi người. Rồi đầu tiên khi mà anh chị mua loa về thì chúng ta nhận loa thì sẽ như thế này nha mọi người. Rồi và mặt sau hông thì hộp mic bên Phương Nam Sài Gòn để phía sau nha mọi người. Đó, rồi ở đây là hộp đựng mic này và hai micro đi kèm theo loa. Rồi, đó, anh chị có thể cắm vào hai lỗ phía trên của loa này, hoặc để trong túi mình được đó mọi người. Rồi, tiếp theo là bật mở của loa. Rồi, và sau đó anh chị sẽ tìm Bluetooth. Về phần cài đặt của chiếc loa là anh chị vào phần cài đặt của điện thoại hoặc là kết nối TV, laptop, máy tính bảng, anh chị bật lên là tên hiển thị Bluetooth của dòng loa này là HS270 nha mọi người. Rồi chúng ta cài đặt cũng như là kết nối với chiếc loa này và sau đó là anh chị sử dụng. Còn lúc mà anh chị hát karaoke thì chúng ta đặt hướng loa như thế nào cho nó hợp lý và hát karaoke hay nhất, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta để loa như thế nào và ngồi như thế nào để hát hay nhất này. Ở đây là em đang thí dụ chứ không phải là để tivi đó, để loa đó, để ngồi chỗ nào nha mọi người. Ở đây là anh chị hát ngoài trời, trong nhà hoặc là ngoài trời, ngoài sân vườn như thế nào thì chúng ta để, em không biết, nhưng mà chúng ta để loa so với người ngồi là xéo 45 độ là chúng ta hát hay nhất nha mọi người. Ở đó thí dụ anh chị để đặt loa hướng này và người ngồi hát sẽ là bên này. Đó, như vậy là chúng ta có thể hát karaoke và nghe nhạc một cách hay nhất nha mọi người. Rồi, và còn lúc mà tắt mở của loa thì ở trên loa đã có tắt mở rồi, anh chị sử dụng xong thì chúng ta nhớ tắt đi nha mọi người. Anh chị nhớ tắt đi, tránh trường hợp là anh chị để quên là nó dễ chai pin ắc quy nha mọi người. Rồi, và video này thì em chỉ giới thiệu về phần anh chị khi mua và nhận được loa và sử dụng như thế nào thôi nha mọi người. Rồi xin chào tất cả anh chị và hẹn gặp lại anh chị một video sau ạ. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo 0969 623 625 0862 623 625 để được tư vấn và đặt hàng. Tham khảo sản phẩm tại kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn. Quý khách hãy đăng ký kênh và cho một like để ủng hộ. Đừng quên bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật nhiều video review sản phẩm mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.